Dạ chị, con dạ chị. Bà già bà 18 tuổi, năm nay bà già 78 tuổi rồi. Cái gì? 80 mấy tuổi rồi đó. Mấy người trong chùa nó hiểu đó. Nói là chú với bà già không có tiền, ví dụ bà giúp bảy cho bà già ăn ha, không có mang đâu vô. Đó, đó. Tay cho nó hấp dẫn.